Edit bài Hạ Lan tâm nhiên sơ Tranh đi một vòng quanh tiệc rượu tìm Paris. Nhưng đến cái bóng của Paris cũng không thấy. Sơ Tranh dựa vào bên cạnh nhìn vào trong tiệc rượu. Liễu ra cùng mấy người đứng ở cách đó không xa trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía cô, ánh mắt rất tối nghĩa, như đang tìm tòi nghiên cứu gì đó. Anh đến nhà vệ sinh. Giang Dã nói với Sơ Tranh một tiếng. Cô không gật đầu cũng không chẳng lắc đầu, Giang Dã tưởng là cô đồng ý nhưng đi được mấy bước lại phát hiện cô mặt không cảm xúc đi theo mình giang dã đi nhà vệ sinh mà cũng muốn theo lúc vào toilet giang dã nhắc nhở cô nhà vệ sinh nam thịnh tiểu thư sơ tranh chấn định lui lại một bước ở bên ngoài chờ anh giang dã thở dài tiến vào toilet toilet thỉnh thoảng có người ra vào thấy sơ tranh đứng ở bên ngoài sẽ có người tò mò đánh giá cô có lẽ là bởi vì giang dã và liễu gia tách ra nên trên tiệc rượu cũng không có ai tới tìm giang dã trò chuyện đương nhiên bọn họ cũng không lập tức đắc tội với giang dã tốt xấu gì thì người ta tuổi còn trẻ mà đã được tôn sưng một tiếng giang nhị gia bản lĩnh chắc chắn không nhỏ trên du thuyền lần này rốt cuộc liễu gia và giang dã ai thua ai thắng vẫn chưa xác định được đâu bây giờ đứng về phía ai đó thì cũng là quá sớm thịnh đình và mấy người xa lạ đứng chung một chỗ không biết đang thảo luận cái gì tóm lại bữa tiệc rượu này nhìn qua sóng êm gió lặng nhìn thấy không đó chính là người của thiên lang tinh giang dã tiến đến nói chuyện bên tai sơ tranh cái người cao cao kia là người rất lợi hại trong thiên lang tinh trừ người cao cao kia ra thì mấy người khác cũng đều là thành viên trọng yếu thành viên trọng yếu của thiên lang tinh rất ít khi lộ diện lần này lại đến nhiều người như vậy Rốt cuộc Thịnh Đình và Thiên Lang giao dịch cái gì? Giang Dã có chút tò mò. Sơ Tranh chỉ nhìn một lát, cảm thấy chỗ này không phải nơi tốt để động thủ, liền kéo Giang Dã ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau có người phục vụ tới, đặt rượu xuống. Dưới đáy ly rượu đè một tờ giấy. Giang Dã tò mò nhìn qua, Sơ Tranh cũng không có ý che giấu, thoải mái mở ra. Nửa tiếng sau, phòng 606 tầng 6 đây là cái gì? Bảo Tề Phong giúp em hẹn Paris. Cô tìm không thấy Paris, nhưng Tề Phong là người trung gian nên chắc chắn có quen biết, không cần phải lãng phí thời gian của cô để đi tìm. Em muốn gặp ông ta? Giang dã có chút kỳ quái, em gặp ông ta làm gì? Đưa tiền. Sơ tranh nói đưa tiền, vậy thật sự là đưa tiền. Lần này Paris tụ tập nhiều người ở đây như vậy, cũng bởi vì trong tay ông ta có một lô hàng lớn cần bán ra ông ta hiểu rõ một thế lực không thể ăn hết nhiều hàng như vậy. Nên mới gọi rất nhiều người đến. Mọi người có tiền, cùng nhau kiếm, hơn nữa địa bàn của các tổ chức không giống nhau, sẽ không ai làm ảnh hưởng đến ai. Bây giờ sơ tranh muốn một mình tiếp nhận, Paris chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Nếu là thịnh đình đến đàm phán thì có lẽ ông ta vẫn thấy dễ dàng tiếp nhận hơn một chút. Nhưng cô gái này, thịnh tiểu thư, cô không đùa tôi chứ nếu không phải tề phong bắc cầu, thì ông ta căn bản sẽ không gặp một cô gái như thế này. Bây giờ có thể lập tức giao dịch, sơ tranh thần sắc chấn định, đối mặt với kiểu lão đại này, cũng không lộ ra chút e sợ nào. Mục đích của Paris đúng là bán được lô hàng này. Sơ tranh đã có năng lực, giá giá cũng cao, Paris không có gì mà không tình nguyện cả. Từ căn phòng đi ra, giang dã nhịn không được kéo cô hỏi, em mua nhiều hàng như vậy làm gì? cho dù em có tiền nhưng nhiều hàng như vậy em phải bán bao lâu mới bán ra được vấn đề bây giờ là cô căn bản không có địa bàn nếu đặt hàng trên địa bàn của người khác là trái với quy củ đến lúc đó liên lụy ra đủ chuyện được không bằng mất nộp lên quốc gia đi nhiều lắm xử lý thì có hơi phiền phức cái gì sơ tranh vẫn gật gật đầu cảm giác chủ ý của mình rất tuyệt hoàn mỹ giang dã rất đần độn em gật đầu cái gì Gật đầu cái gì? Em cảm thấy chủ ý của mình rất tuyệt sao hả? Khoan đã, giang dã đuổi kịp sơ tranh. Em nghĩ cái gì vậy? Bớt phiền phức. Tiêu tiền ra ngoài là đã đủ lắm rồi. Bây giờ còn muốn cô kiếm về. Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có. Giang dã cùng sơ tranh nói nửa ngày. Nhưng sơ tranh hoàn toàn không hề dao động. Đã hạ quyết tâm muốn làm như vậy. Giang dã nghĩ lại, cũng không khuyên nữa. Đây là chuyện của cô, Bây giờ chúng ta làm gì? Sơ Tranh không trả lời hắn, ánh mắt lãnh đạm vượt qua hắn, rời vào phía trước. Trực giác của Giang Dã báo cho hắn biết có nguy hiểm, hắn theo ánh mắt Sơ Tranh nhìn sang. Cuối hành lang, người của tổ chức Thiên Lang Tinh đang chặn đường, cái bóng quỷ mị hắt lên vách tường dẫn đầu là một người cao 1m9 vẻ mặt âm trầm, ngữ điệu cổ quái, "Thịnh tiểu thư, không biết có Vinh Hạnh nói với cô mấy câu không?" Sơ Tranh mặt không cảm xúc không có. Vậy chỉ có thể đắc tội, một mét chín cười lạnh, ra hiệu với người phía sau, bắt lấy cô ta. Cái bóng trên tường chuyển động, di chuyển về phía sơ tranh với tốc độ cực nhanh. Sơ tranh, mấy người đàn ông cao lớn như thế, đối phó với một cô gái yếu ớt như cô, thích hợp sao? Có biết xấu hổ không, sơ tranh bị dọa đến mức đá một cướp vào người đang đến gần cô nhất, cô kéo giang dã lui về phía sau, thuận tay đẩy một căn phòng ra đẩy giang dã vào trong đóng cửa lại một loạt động tác như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát giang dã bị nhốt vào phòng trong lòng hắn cùng loạn kéo cửa thế nào cũng không kéo ra được hắn chỉ nghe thấy bên ngoài một trận âm thanh nặng nề giang dã không mở được cửa chỉ có thể dán vào cửa vành tai lên nghe ngóng tiếng đánh nhau kéo dài một lúc bên ngoài yên tĩnh lại sau đó cánh cửa này của hắn bị người đẩy ra giang dã lui về phía sau sơ tranh kéo người cao một mét chín kia tiến vào giang dã nhìn ra bên ngoài trên hành lang trống rỗng không có bất kỳ một ai chạy sơ tranh ném một mét chín xuống đất đạp một cước vào ngực hắn mày muốn bắt tao làm gì không biết một mét chín trải qua chuyện gì mà lúc này con ngươi trợn tròn đáy mắt tràn đầy hoảng sợ giống như quên luôn cả cách nói chuyện sơ tranh cúi đầu xuống, cả khuôn mặt phản chiếu trong đáy mắt 1 mét 9 Tao đang hỏi mày. 1 mét 9 đột nhiên dãy dụa co lại phía sau, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi không biết, tôi không biết gì hết, cô đừng tới đây, đi ra, đi ra, một người đàn ông to lớn cao tầm 1 mét 9 nằm trên đất kêu la, đi ra, hình ảnh này quả thật có chút quái dị. Sơ tranh giữ dằn dẫm lên người 1 mét 9 tao hỏi lại lần nữa tại sao lại muốn bắt tao? Một mét chín trừ nói không biết, thì chính là bảo cô đi ra. Sơ tranh lục soát người hắn, tìm được một cái điện thoại bị giấu đi trong điện thoại không có nhiều tin tức. Nhưng có một cái tin nhắn ngắn. Hỏi xem hàng ở đâu? Hàng, hàng gì? Hỏi ta, ta thì có hàng gì? Ta chỉ có tiền. Sơ tranh đặt tin tức trước mặt một mét chín. Chúng mày bắt tao, chính là vì cái này. Một mét chín gật đầu chỗ tao có hàng gì? Một mét chín nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sơ tranh như nhìn quái vật. Ân hồng, số hàng ân hồng đưa cho cô. Số hàng mà ân hồng đưa cho cô, không phải chỉ là một đống vải vóc sao? Vì một đống vải vóc mà lao lực như vậy để bắt cô, có ý gì chứ? Người xã hội đen thật biết chơi. Sơ tranh như có điều suy nghĩ nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại. Trong tay em có thứ hàng gì? Giang dã dựa vào bên cạnh, tò mò hỏi giá trị đến mức làm bọn họ tốn công như vậy để tìm em. Sơ tranh, cô nói là một đống vải thì hắn có tin không? Một mét chín cũng không biết số hàng kia có gì đặc biệt. Chỉ là người phía trên sai hắn tới. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên một mình sơ tranh ăn hết lô hàng kia, vẫn chưa xuống du thuyền, thì đã có mấy nhóm người đến tìm cô. Ý tứ đại khái là muốn cô nhường lại một chút. Từ uy hiếp bằng ngôn ngữ, đến dẫn dụ bằng lợi ích những biện pháp có thể nghĩ ra thì những người này đều sử dụng, muốn được chia một ít hàng trong tay cô. Sơ Tranh không có ý định làm ăn, quả quyết cự tuyệt toàn bộ. Kiếm tiền là chuyện không thể nào. Cho nên vừa xuống du thuyền, cô liền bị người phục kích. Rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị mà đến. Mấy chiếc xe phía sau không sao cắt đuôi được, gắt gao bám lấy bọn họ, vệ sĩ xuất ra kỹ thuật lái xe bay. Thịnh tiểu thư vừa xuống là đã chạy trốn cuộc sống thật là kích thích nha giang dã cầm súng còn có tâm tình nói đùa ngón tay sơ tranh đặt lên cửa sổ gió từ các khe hở của ngón tay cô xuyên qua ầm trong kính chiếu hậu hai chiếc xe đụng vào nhau làm xảy ra nổ mạnh ánh lửa ngút trời ngăn chặn đội xe truy kích phía sau sơ tranh vẻ mặt lạnh lùng đóng cửa sổ lại một bầy chó chết dọa thẻ người tốt của ta cô tiếp lời giang dã vừa nói không kích thích giang dã xe hướng về phía nội thành một đường lái đi cảnh đêm nhanh chóng lùi lại nhường chỗ cho ánh sáng soạt phía trước không biết có một chiếc xe chui từ đâu ra đậu ngang giữa đường cắt đứt đường đi của bọn họ người của anh giang dã lên tiếng giang dã đẩy cửa xe ra bước xuống trần cửu thấy hắn cũng nhanh chóng xuống xe chạy tới giang ra ngài không sao chứ không sao trần cửu nhìn đội xe của sơ tranh một chút nói hắc kim bên kia đã ra lệnh nhìn thấy ngài đều phải mang về mặc kệ sống chết ngài và liễu ra đàm phán không thành rồi sao không phải là đàm phán không thành là căn bản chưa kịp đàm phán thì đã bị người ta vu oan giang giã câu khóe môi không kịp chờ đợi như thế à giang ra trần cửu vô cùng lo lắng không sao không phải tôi vẫn tốt à giang dã tùy ý vỗ vỗ bả vai trần cửu giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt trần cửu giang ra Gia. trần cửu đột nhiên nhìn thấy gì đó bổ nhào về phía giang dã Gia. ầm soạt đạn bắn xuyên qua cửa xe làm mảnh thủy tinh vỡ nát vẩy ra bên trong tiếp đó một viên đạn xuyên qua mà tới trần cửu đẩy giang dã Gia lên xe rồi leo lên xe nổ máy hất đuôi một cái hướng về phía sơ tranh tiến lên xe của sơ tranh bên kia đã bắt đầu lui lại lúc đầu giang dã còn có thể nhìn thấy xe sơ tranh nhưng sau đó qua thêm mấy ngã rẽ xe sơ tranh liền khuất khỏi tầm mắt làm mất thẻ người tốt sơ tranh vứt lại đám người khí thế hung hăng trở lại trang viên nằm xuống liền ngủ đợi cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau sơ tranh xuống lầu ăn cơm trưa thuận tiện xử lý tin nhắn trong điện thoại không biết một số người đấy được số điện thoại của cô ở đâu mà gửi đến một đống tin nhắn loạn thất bát tao sơ tranh xóa hết những tin nhắn này có một dãy số xa lạ chỉ gửi hai chữ khỏe mạnh sơ tranh mặt không cảm xúc đặt điện thoại xuống cao quản gia tiểu thư số hàng lần trước tôi bảo chú tìm chỗ cất chú để ở đâu rồi đống vải vóc kia sao cao bình hỏi sơ tranh gật đầu Cao Bình nói tùy tiện tìm một cái nhà kho cất vào, bởi vì nhìn lô hàng kia cũng không có gì quý giá. Có lẽ cũng bởi vì quá tùy tiện, nên đối phương không tìm ra được. Sơ tranh để Cao Bình đi lấy về. Chất vải sờ qua không tệ, nhìn rất quý giá, nhưng đây cũng không phải lý do để một tổ chức lớn như thế nhớ mãi không quên. Rốt cuộc số vải vóc này có gì quý giá chứ, cũng không thấy nạm vàng nha. Chẳng lẽ có thể nhảy ra một mỹ nhân? Sơ tranh suy nghĩ không ra, cuối cùng sai đám người kéo đống vải vóc kia đến xưởng đốt cháy. Cô dùng cái điện thoại lấy được từ chỗ 1m9, trực tiếp gửi cho đối phương một lời mời. Sau khi xác định đối phương đã đi vào, thì chỉ huy người bắt đầu đốt. Ông ong ong, sơ tranh cúp điện thoại, tiếp tục đốt, thịnh sơ tranh, dừng tay, điện thoại không tiếp, đối phương liền gửi nhắn tin, cô có biết những thứ kia có giá trị bao nhiêu không? Thịnh sơ tranh, tôi bảo cô dừng tay cô có nghe thấy không cô muốn thế nào sơ tranh không hề dao động khí định thần nhàn đốt toàn bộ số hàng kia thành cho hơn nữa còn vô cùng chi kỷ quay cận cảnh cho bọn họ xem muốn đúng không cho cũng không cho các ngươi tức chết đàn chó điên các ngươi cho các ngươi bắt ta này cho các ngươi khi dễ ta này sơ tranh phát sóng trực tiếp xong cũng ném cả điện thoại vào phủi mông rời đi tổng bộ thiên lang tinh Phát sóng trực tiếp bị gián đoạn, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đập nát điện thoại. "Thịnh Sơ Tranh, lão đại, cô ta thật sự đốt hết hàng rồi, chúng ta vẫn chưa lấy được kỹ thuật này, Thịnh Mân cũng đã chết, hàng đám vải vóc kia không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng bên trong có mấy cuộn vải lại cực kỳ đáng tiền." Bọn họ dùng một loại kỹ thuật kiểu mới, kẹp ma túy vào bên trong, khi dùng, chỉ cần lấy ra rồi đốt lửa lên là được người đàn ông tóc vàng mắt xanh tức giận đến mức giống to hàng cái gì mà hàng đám phế vật này cả thịnh mân tên khốn kiếp kia nữa thịnh gia đều là đồ khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp bọn họ đều là đồ khốn kiếp một đám người phụ hỏa lão đại nói cái gì cũng đúng vậy lão đại làm sao bây giờ hàng đã bị đốt hết Ai mà ngờ được con chim hoàng yến của Thịnh gia kia lại khó đối phó như vậy chứ? Lô hàng của Paris bị. Cô ta mua lại đúng không? Lão đại đột nhiên đặt câu hỏi. Dạ, trong giới đều nói như vậy. Hừ, lão đại bóp đồ vật, đáy mắt lấp lóe, đi thăm dò xem lúc nào bọn họ giao hàng. Thịnh Sơ Tranh, đợi đó cho hắn, chỉ một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà còn không đối phó được à? Vâng. Lão đại giận đến điên rồi à? Mấy ngày sau, sơ tranh vẫn tiếp tục gặp phải phục kích một cách khó hiểu. Nguyên nhân không gì ngoài lô hàng của Paris. Thế là vệ sĩ trong trang viên lại nhiều gấp đôi. Không giết được sơ tranh, một số người lại bắt đầu đi tuyến đường hòa bình. Muốn sơ tranh bán lại một chút. Sơ tranh tuyệt đối không muốn bán. Cô không muốn kiếm tiền. Tuyệt đối không muốn, những người này có phải ma quỷ không? Ngay cả thịnh đình cũng đến trang viên mấy lần. Thịnh Đình không còn cường thế như lúc trước, ngược lại bắt đầu cùng cô đánh bài tình cảm, còn bày ra một bộ dáng vì nghĩ cho an toàn của cô. Nếu như là nguyên chủ, đã sống cùng Thịnh Đình nhiều năm như vậy, trước kia Thịnh Đình đối với cô ấy cũng có thể nói là cực kỳ nuông chiều. Nghe thấy vậy, có lẽ sẽ không nhịn được mà tha thứ cho hắn. Đáng tiếc sơ tranh không phải nguyên chủ. Sơ tranh rất không khách khí ném hắn ra khỏi cửa lớn. Vận chuyển bên Paris có chút phiền phức, đợi lô hàng vừa đến, người của Paris rút đi, Sơ Tranh lập tức gọi điện thoại nặc danh mật báo. Hôm sau tin tức liền truyền bá khắp nơi. Một đám người nhìn thấy tin tức, tâm tình hết sức phức tạp. Vừa đau lòng cho lô hàng kia, đồng thời lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không nhường cho bọn họ, bây giờ bị người ta tố cáo rồi đấy. Tổn thất này cũng không phải mấy triệu hay mấy chục triệu lão đại thiên lang tinh nhìn thấy tin tức này tức giận đến mức đập hết cả văn phòng hắn còn chưa báo thù cô đâu mẹ nó ai mật báo mẹ nó là ai mật báo nửa năm sau sơ tranh phá sản đến mức thanh danh lan xa sau khi giao dịch xong không phải ném xuống biển thì chính là bị mật báo một lần bị mật báo là trùng hợp hai lần bị mật báo là xui xẻo nhưng liên tiếp nhiều lần đều bị mật báo hết lần này tới lần khác trừ hàng ra thì không bắt được bất kỳ ai cả. Tình huống này làm đám người bắt đầu ngờ vực. Cuối cùng có người xác định là sơ tranh tự mình mật báo. Đám người đối với việc cô lãng phí tài nguyên như thế, biểu thị phải nghiêm túc khiển trách. Nhưng mà, tán tài đồng tử, không có chút ý định thu liễm nào. Có tiền tùy hứng, cô cứ vui lòng nộp lên quốc gia đấy. Mấy người quản được sao, quốc gia? Bộ phận nào đó cực kỳ buồn giàu là nên phát cho cô cái giấy khen hay nên bắt cô lại đây edit bài hạ lan tâm nhiên nửa năm này của sơ tranh đại khái chính là phá sản cướp mối làm ăn của thịnh đình phá sản cướp mối làm ăn của thịnh đình thịnh đình dưới sự đập tiền cướp mối làm ăn của sơ tranh cùng với hắc kim bên kia cố ý cướp đoạt địa bàn áp chế có thể nói là có chút không ứng phó nổi sơ tranh thì còn tốt cướp mối làm ăn xong là đi không thèm lý luận lằng nhằng gì đó nhưng hắc kim thì không giống hai bên thường xuyên phát sinh xung đột thịnh tiên sinh cậu nói rất có lý nhưng việc này tạm thời tôi không thể trả lời cậu được chờ tôi suy nghĩ một chút rồi sẽ trả lời cậu thế nào thịnh đình lễ phép gật đầu người đàn ông lập tức mượn cơ hội chạy đi trang di kéo cánh tay thịnh đình nhỏ giọng nói đình ca ông ta cố ý từ chối lúc mới vào em đã nhìn thấy ông ta nói chuyện với liễu tam nhi thịnh đình làm sao mà không nghe ra là đối phương đang qua loa với mình phiền muộn uống một ngụm rượu vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một người từ ngoài cửa đi vào cô gái mặc một bộ váy dài tóc uốn xoăn buông thả sau lưng theo làn váy của cô xẹt qua không khí tạo thành một đường cong duyên dáng váy dài được thiết kế lộ vai vừa vặn có thể phô bày bờ vai và xương quai xanh xinh đẹp của cô cô giống như gốc tuyết liên trên núi băng lạnh lẽo lãnh diễm Cô vừa tiến vào đã thu hút không ít sự chú ý của người khác, thậm chí có người còn tiến lên chào hỏi cô. Trang Di hận đến ngứa răng. Mỗi lần cô gái kia xuất hiện, thì kiểu gì ánh mắt thịnh đình cũng sẽ rơi trên người cô. Rốt cuộc cô có gì tốt chứ? Trang Di nhéo lòng bàn tay, ủy khuất kêu một tiếng, đình ca. Thịnh đình thu tầm mắt lại, kéo Trang Di đi về một hướng khác, sơ tranh ứng phó xong những người kia, một mình đi lên sân thượng thông khí sân thượng rất lớn trưng bày đủ các loại thực vật cách ra không ít không gian nhỏ giang dã cũng muốn tranh với liễu gia chúng ta nếu không phải khoảng thời gian này hắn vẫn luôn trốn tránh thì liễu gia đã sớm giải quyết hắn rồi yên tâm tôi hiểu rõ rồi nhất định sẽ không để hắn lấy được được rồi không nói chuyện với anh nữa bên kia vẫn đang chờ trong góc tối có một người bước ra vẫn chưa kịp cúp điện thoại thì đã đối diện với ánh mắt thanh lãnh của nữ sinh. Ánh trăng chiếu vào đáy mắt cô như trải đầy trong mắt những vầng sáng lạnh lẽo. Trong phòng Dương Cung Bạt Kiếm, Liễu Tam Nhi và Giang Dã đều muốn ra tay. Một người đàn ông ngồi ở bên khác có chút bất đắc dĩ. Giang Dã, mày là tên phản bội. Tùy ông thích nói gì thì nói. Đôi mắt Giang Dã mang theo lãnh ý. Vì sao tôi lại rời đi? Ông là người rõ ràng nhất. Liễu Tam Nhi cười lạnh. Lâm Tiên Sinh nếu anh có mắt nhìn xa, thì nên chọn. Hợp tác với chúng tôi. Chuyện này, Lâm Tiên Sinh, anh còn do dự gì nữa, bây giờ giang dã có cái gì? Chỉ bằng chút năng lực này của hắn, có thể so sánh với Hắc Kim sao, Lâm Tiên Sinh nhìn giang dã, lại nhìn Liễu Tam Nhi, rõ ràng đang nghiêng về phía Liễu Tam Nhi. Liễu Tam Nhi đắc ý nhớn mày với giang dã. Sau đó Liễu Tam Nhi lại tiếp tục đồng ý không ít thứ làm lâm tiên sinh càng động tâm hơn giang tiên sinh mặc dù điều kiện của cậu rất tốt nhưng mà lâm tiên sinh biểu lộ mấy phần xin lỗi liễu tam nhi dương dương đắc ý cười rộ lên giang dã nhìn chằm chằm vào liễu tam nhi không khí trong phòng lại trở nên khẩn trương cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra khuôn mặt hiền từ của một ông lão bị người đẩy vào người đàn ông kia lập tức đứng lên cung kính kêu một tiếng ông nội Ánh mắt giang dã lại rơi trên người đẩy ông lão. Sơ Tranh đẩy ông lão vào phòng, sau đó đóng cửa lại, ông lão cười ha hà nói, người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy, mọi người khẩn trương như vậy làm gì, ngồi xuống ngồi xuống. Không khí khẩn trương trong phòng lập tức tan dã. Liễu Tam Nhi cảnh giác nhìn Sơ Tranh, không biết tại sao đột nhiên cô lại xuất hiện ở đây. Nửa năm trước, bọn họ phái người đi, nhưng không ai làm gì được cô lúc ấy liễu gia không cho phép bọn họ tiếp tục đánh chủ ý lên người cô nên nửa năm này cũng coi như bình an vô sự hơn nữa bởi vì cô nên hắc kim cũng coi như nhờ họa được phúc kiếm được không ít chỗ tốt từ thịnh đình giang dã chỉ hơi sửng sốt một lát sau liền thu liễm thân lệ khí kia giờ lên nụ cười hờ hững thịnh tiểu thư đã lâu không gặp thiếu niên vẫn là thiếu niên ngày đó cong môi cười một cái là thế gian tuyệt sắc người đàn ông đón lấy ông lão từ trong tay sơ tranh đẩy ông ta lên phía trước thấp giọng nói vài câu ông lão vẫn cười ha hả như cũ liễu tam nhi liễu gia bên kia có con đường riêng hoàn toàn không cần phải hợp tác với chúng tôi chúng tôi miếu nhỏ không chịu được những người trẻ tuổi như các cậu dài vò lâm lão tiên sinh ông phải suy nghĩ cho kỹ trong giọng nói của liễu tam nhi lộ ra ý uy hiếp hết sức rõ ràng ông lão mặt mũi hiền lành tuy nói hiện tại tôi đã già nhưng vẫn còn chưa chết đâu liễu tam nhi ông nội của cậu còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy liễu tam nhi nhíu mày lâm lão tiên sinh tôi chỉ hy vọng ông đưa ra lựa chọn chính xác ông lão cười ha hả thịnh tiểu thư ra giá càng làm tôi động lòng hơn không bằng cậu nói chuyện với thịnh tiểu thư đi liễu tam nhi nói cái gì mà nói có ai có thể nói chuyện đàng hoàng với cô ta đâu không đúng lúc trước trên du thuyền cô cứ như vậy mà giúp giang dã tiền của hắn không nhiều bằng cô đánh cũng đánh không lại không hề cam tâm nhưng cuối cùng điễu tam nhi cũng chỉ có thể lửa giận ngập trời bỏ đi lâm lão tiên sinh bảo lâm tiên sinh đi chuẩn bị hợp đồng sơ tranh ném hợp đồng cho giang dã từ khi sơ tranh xuất hiện giang dã chỉ cười cười với cô sau đó liền cúi đầu xuống bày ra tư thế việc này không liên quan đến mình hợp đồng đột nhiên được ném qua giang dã có chút ngốc thịnh tiểu thư làm gì vậy ký tôi không phải anh cần à hắn rất cần nhưng lâm lão tiên sinh cười tủm tỉm nhìn hắn làm vành tai giang dã không khỏi nóng lên nhịp tim cũng gia tốc ánh mắt cũng không dám đặt lên người sơ tranh cuối cùng giang dã vẫn ký tên hai bên trò chuyện xong giang dã như có lửa đốt dưới mông đứng dậy rời khỏi gian phòng chờ sơ tranh đi ra ngoài thì giang dã đã không thấy tung tích vật nhỏ đến một chút lương tâm cũng không có giúp hắn mà hắn lại báo đáp ta như thế sao cho ta sờ sờ tóc một hồi cũng được mà sơ tranh rời khỏi tiệc rượu cô vừa ngồi lên xe thì cửa xe bên cạnh đột nhiên mở ra thiếu niên ôm một bó hoa ngồi vào hoa hồng đỏ tươi đẹp nổi bật lên dung mạo tuyệt sắc của thiếu niên hắn nghiêng đầu cười khẽ thịnh tiểu thư anh còn thiếu em một đáp án em nhớ chứ đáp án gì hình như vừa rồi cô chưa từng hỏi hắn câu gì mà chạy còn nhanh hơn thỏ giang dã cô đã quên giang dã đưa hoa trong tay cho cô thịnh tiểu thư mặc dù hiện tại anh chẳng có gì cả nhưng những thứ anh có thể có đều nguyện ý cho em cho nên em đồng ý làm bạn gái anh được không em có thể tùy tiện hôn anh không giang dã gật đầu em có thể tùy tiện sờ đầu anh không yêu cầu này nhất định phải tăng thêm vì sao mà cứ thích sờ đầu hắn vậy đầu của đàn ông sao có thể tùy tiện sờ chứ giang dã hít sâu gật đầu sơ tranh nhận lấy hoa thiếu niên mỉm cười nghiêng người tới hôn lên gò má cô muộn thế này mà còn mua được hoa anh chạy bao xa sơ tranh đột nhiên thật lòng hỏi giang dã bây giờ em nên hôn anh hôn anh này hỏi hoa làm gì hỏi hoa làm gì có quan trọng không edit bài hạ lan tâm nhiên giang dã không trở về cùng sơ tranh hắn còn có việc phải xử lý mặc dù sơ tranh có chút muốn bắt hắn về nhưng giang dã chạy rất nhanh không bị cô bắt được lần sau lại bắt giang dã và liễu gia chính thức tranh đoạt sơ tranh thỉnh thoảng giúp hắn giang dã cấp tốc lớn mạnh địa bàn và các mối làm ăn hắc kim khuếch trương trong khoảng thời gian này cũng nhanh chóng bị rút lại giang dã có năng lực thứ hắn thiếu là vận may. Sơ tranh cho hắn vận may, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên sao. Sao nhất phi trùng thiên, một bước lên trời, giang dã còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để làm tan dã hấp kim bên kia, thì đột nhiên truyền ra tin tức liễu tam nhi phản bội. Nhân chứng vật chứng đều có. Liễu tam nhi giải thích cũng vô dụng. Nghe nói liễu ra đánh người gần chết ngay tại chỗ. Mất đi giang dã lại không có liễu tam nhi, giang dã muốn đối phó hắc kim cũng dễ dàng hơn nhiều sao em không nhận điện thoại của anh sơ tranh ấn mở video gương mặt mỹ nhan thịnh thế của giang dã lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại sơ tranh đặt điện thoại ngay ngắn lật văn kiện trên bàn ra giọng điệu lãnh đạm có việc em không nhớ anh à giang dã mặc một bộ áo choàng tắm lỏng lẻo phía dưới tùy tiện thắt lại có thể nhìn thấy cơ bụng và trước ngực hắn sơ tranh tùy ý lật văn kiện anh đang ở đâu? Ừm, thành phố Z, tới bàn chút chuyện, thiếu niên dựa vào gần một chút, em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em. Sơ tranh không đáp lời nói, cầm bút phát họa trên văn kiện. Trong lúc nhất thời chỉ có tiếng bút lướt qua mặt giấy. Giang dã đã quen với cô như thế này. Cô có thể nhận cuộc gọi video của mình là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Khi gửi tin nhắn, trừ khi thật sự có chuyện thì cô mới đáp lại mấy chữ còn không có gì mà nhắn tin thì tuyệt đối là đá chìm đáy biển giải thích của cô là không trả lời tin nhắn rác rưởi tin nhắn của hắn mà lại là tin nhắn rác rưởi hả đây gọi là người gì chứ có thể yêu đương cho tốt được không giang dã câu được câu không nói chuyện với sơ tranh một lúc sau đó xử lý chuyện của hắn bên này hắn cũng không đóng video sơ tranh có thể nhìn thấy hắn đang làm gì bên kia sơ tranh dựa vào ghế văn kiện đã khép lại thần sắc thản nhiên nhìn thiếu niên trong video chờ giang dã xử lý xong chuyện thì phát hiện video đã bị tắt hắn bất đắc dĩ thở dài giang dã thu thập một chút rồi đi ngủ ngủ đến hơn nửa đêm đột nhiên nghe thấy ở cửa phòng truyền đến âm thanh rất nhỏ hắn giơ tay sờ khẩu súng dưới gối cửa phòng bị đẩy ra trong phòng không tắt đèn nên giang dã vừa liếc mắt đã thấy người tiến vào cánh tay cầm súng của hắn nhẹ buông ra nhưng cũng không dậy mà ngược lại còn nhắm mắt lại bên giường trầm xuống thân thể ấm áp dựa tới nụ hôn nóng bỏng rơi xuống giang dã bị hôn đến không còn sức lực chống cự nữa không giả vờ được nữa hắn bị ép phải mở mắt ra sao em lại tới đây không phải anh nói nhớ em à giang dã chỉ cảm thấy trái tim hơi nóng lên đáy lòng đều đang phát run bởi vì một câu hắn nhớ cô cho nên cô liền đến đây chút bất mãn lúc trước vì video lập tức tan thành mây khói. Cô đối tốt với mình, căn bản không cần phải nói ra. Nhận thức thứ nhất của Sơ Tranh, thể người tốt nhớ cô, đó chính là muốn gặp cô. Vậy thì đi chứ sao? Cái nhận thức thứ hai là thể người tốt có hơi phiền toái, nhốt lại tương đối tiện lợi. Giang dã hôn Sơ Tranh một chút, lúc nhỏ cứ tưởng rằng đồ vật mình nghĩ đến, khi mở mắt ra liền xuất hiện trước mắt mình sơ tranh mặt nghiêm túc anh nằm mơ tương đối nhanh giang dã sau này anh muốn mỗi lần mở mắt ra là có thể trông thấy thứ mình muốn giang dã nhấn mày sơ tranh cúi đầu hôn hắn suy nghĩ nguyện vọng này hơi khó thậm chí còn cảm thấy giang dã đang cố tình gây sự mở mắt ra là có thể trông thấy thứ mình muốn vậy nếu hắn muốn trông thấy nam cực thì cô còn phải nửa đêm bưng hắn qua à nhưng nửa ngày sau vẫn ư ừ một tiếng thẻ người tốt phải bảo vệ, thẻ người tốt, phải cưng chiều, giữa lúc Giang Dã bị hôn đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên thở phì phò hỏi một câu. "Em lấy thẻ phòng ở đâu ra? Em mua khách sạn này?" Sơ Tranh giật quần áo trên người hắn ra. Giang Dã, trong đầu Giang Dã hiện lên cảnh một đám người hơn nửa đêm bị đánh thức, cục diện binh hoang mã loạn. Vẹn vẹn chỉ bởi vì nguyên nhân cô muốn vào phòng hắn. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Sơ Tranh không hiểu gì nhìn hắn. "Không sao, chỉ là cảm thấy rất buồn cười." Giang Dã ôm lấy cổ Sơ Tranh, "Sao em lại tốt như vậy chứ?" "Thật sao?" Nhưng đáy lòng vật nhỏ chắc chắn không cảm thấy ta là người tốt. Giang Dã lăn từ trên giường xuống, mơ mơ màng màng đi vào toilet, rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút. Hắn dựa vào cửa nhà vệ sinh, nhìn cô gái nằm trên giường. Ánh nắng ban mai rơi vào giữa lông mày cô như rát lên một tầng ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, nhạt làm cỗ thanh lãnh kia dường như rút đi không ít hắn nhẹ câu môi dưới thật tốt sơ tranh cũng không ngủ chỉ là nhắm hai mắt nghỉ ngơi giang dã nhìn mình chằm chằm cô đành phải mở mắt ra sao thế giang dã chớp mắt em không ngủ ừ thân thể này vẫn có chút yếu cô cũng có chút mệt mỏi nhưng mà không thể lộ ra trước mặt giang dã được là con gái thì không thể nói không được sơ tranh chống thân thể ngồi dậy chăn trượt xuống lộ ra một số vết tích mập mờ ánh mắt giang dã hơi sâu thẳm cười đi qua ôm cô nằm xuống lại hôn cô một cái anh còn mệt ngủ với anh một lát em thấy tinh thần của anh không tệ sơ tranh vạch trần hắn anh cứ muốn ngủ cùng em không được sao giang dã cười nhẹ một tiếng dùng giọng điệu dỗ dành ngủ một chút thôi ngón tay hắn lướt qua cánh tay sơ tranh chỉ cảm thấy tối qua cũng không dùng quá nhiều sức sao lại để lại trên người cô nhiều vết tích như vậy chứ đây cũng quá mềm mại rồi giang dã nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới cảm giác thực cốt tiêu hồn tối qua lập tức có chút tâm viên ý mã không dám sở loạn nữa ngoan ngoãn ôm sơ tranh chuyện của liễu tam nhi có phải do em làm không không phải nói hưu nói vượn Liễu Tam Nhi thì có quan hệ gì với ta? Không hề có một chút quan hệ, Sơ Tranh phủ nhận cũng không làm Giang Dã tin tưởng. Liễu Tam Nhi không sẽ phản bội Liễu gia, ít nhất sẽ không phản bội ở cục diện hiện tại, mà người có thể làm được chuyện này, hắn có thể nghĩ đến, chỉ có cô. Giang Dã nhịn không được hôn Sơ Tranh, đôi mắt dần dần trở nên mê ly. Bảo bối, Sơ Tranh đẩy hắn ra, Giang Dã mờ mịt nhìn Sơ Tranh, sao thế? anh gọi em là gì bảo bối a à, giang dã cười một cái êm tai mà bảo bối sơ tranh mặt không cảm xúc xuống giường cầm quần áo của mình đi vào toilet giang dã giang dã ngồi một lúc hắn đứng dậy đi theo qua gõ gõ cửa phòng vệ sinh em không thích thì anh không gọi nữa em muốn anh gọi em là gì tiểu tranh tiểu sơ cửa phòng vệ sinh bị kéo ra sơ tranh đã mặc quần áo tử tế tùy tiện đi em không thích anh gọi em là bảo bối à không có đáy lòng giang dã có chút ngờ vực nhưng em phản ứng rất lớn so với vẻ vân đạm phong khinh không có chút rung động nào của cô khi bình thường thì đó là phản ứng rất lớn anh có thể gọi sơ tranh nói em không có ý kiến câm miệng ồn ào quá giang dã trầm mặc vài giây trưng ra vẻ mặt tươi cười nhưng sau này khi ở trên giường lúc động tình giang dã không nhịn được mới gọi cô là bảo bối. Còn những thời điểm còn lại thì hoặc là gọi cô tiểu sơ, hoặc là gọi cô là cô vợ nhỏ. Sơ tranh ở lại đây mấy ngày. Chờ sau khi giang dã xử lý xong chuyện của mình, mới cùng nhau trở về. Lúc về giang dã mới biết được, đêm hôm đó sơ tranh ngồi máy bay trực thăng tới. Rốt cuộc cô có bao nhiêu tiền nha, sau này tiêu hết, lấy tốc độ kiếm tiền của hắn, có thể đủ cho cô tiêu một cách không kiêng nể không giang dã lập tức cảm thấy mình còn thua kém rất nhiều xem ra hắn còn phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền thôi edit bài hạ lan tâm nhiên đình ca chúng tôi bên này thật sự áp lực rất lớn rất nhiều người đã chạy đến bên giang dã nếu tiếp tục như thế cũng không phải cách thịnh đình ngồi trong phòng họp nghe người phía dưới báo cáo tình hình gần đây thịnh thịnh tiểu thư cũng luôn đối nghịch với chúng ta Thịnh đình ngước mắt, dưới đáy mắt một mảng xanh đen, có thể thấy được gần đây hắn ngủ không ngon. Đối diện với ánh mắt sắc bén của thịnh đình, người nói chuyện kia không khỏi run rẩy một chút. Nhưng có mấy lời không thể không nói. Giang dã bây giờ khí thế rõ rạt, phía sau còn có người làm chỗ dựa, gần đây Hắc Kim cũng muốn tạm tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Thịnh đình không muốn nghe, nên ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình thịnh đình khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tìm cơ hội để mang sơ tranh về nhưng từ lúc cô rời khỏi hắn bên cạnh cô luôn luôn có người bảo vệ chứ chưa nói đến việc chính cô cũng trở nên lợi hại như vậy thịnh đình chỉ cảm thấy trước kia mình bị cô lừa chắc chắn thịnh mân đã từng huấn luyện cho cô nghĩ lại thì cũng đúng con gái của một lão đại hắc bang sao có thể thật sự được nuông chiều như chim hoàng yến trong lời đồn kia được chỉ là không nghĩ tới lúc ấy thịnh mân đã đề phòng hắn thịnh đình suy nghĩ rất nhiều cách nhưng mà sơ tranh cắt đứt rất nhiều con đường làm ăn của hắn thịnh đình không lắm tiền nhiều của xài tiền như nước như sơ tranh nên cho dù hắn dùng cách gì cũng không cướp lại được những mối làm ăn này cho tới bây giờ thịnh đình cũng chưa từng lường trước là sẽ có một ngày cô em gái mình xem như con cừu nhỏ sẽ bất cận nhân tình đuổi tận giết tuyệt như thế thịnh đình lái xe đến bên ngoài trang viên hắn vẫn chưa kịp xuống xe thì thấy một chiếc xe lái ra khỏi cửa lớn trang viên cửa sổ xe không đóng thịnh đình vừa liếc mắt là đã thấy rõ người ngồi bên trong hắn đạp cần ga bám theo xe dừng ở dạp chiếu phim tâm trạng thịnh đình cực kém đuổi theo bọn họ cô gái hai tay đút túi đi phía trước nam sinh đi theo phía sau khi đi đến chỗ đông người nam sinh giơ tay kéo cô gái cô gái không muốn ngừng lại nhưng nam sinh vẫn dùng sức kéo cô. Cô đành phải dừng lại, rút một cánh tay ra, đưa về phía nam sinh. Nam sinh cười giữ chặt. Đám người chung quanh thấp giọng hô lên, tiếng thảo luận đầy hâm mộ và ghen tị loán thoáng vang lên. Vào lúc bọn họ lấy vé, nam sinh liếc mắt nhìn qua hướng của hắn. Thịnh đình cũng không tránh, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Nam sinh không biết là khiêu khích hay là quen thuộc, khóe môi dương lên, lộ ra nét mặt tươi cười làm phụ nữ cũng phải ghen tị thịnh đình siết chặt nắm đấm nhìn sơ tranh và giang dã đi vào thịnh đình đi theo vào phim chiếu cái gì hắn hoàn toàn không biết chỉ nhớ rõ khi tia sáng tối nhất hắn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh hai người hôn nhau rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất ngắn nhưng thịnh đình lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ vậy phẫn nộ bắt đầu xâm chiếm tất cả tư duy của hắn cô là của hắn là của hắn giang dã dựa vào sơ tranh ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô thịnh đình đi theo chúng ta đến đây hắn bỗng nhiên lên tiếng ừ sơ tranh nắm chặt ngón tay đang quấy rối của hắn em biết từ lúc chúng ta ra ngoài liền đi theo sơ tranh giọng điệu đương nhiên anh không phát hiện cô còn tưởng rằng thịnh đình muốn chạm mặt ai ngờ hắn chỉ đi theo bọn họ lá gan thật nhỏ giang dã lúc tiến vào rạp phim hắn mới phát hiện vậy vừa rồi anh cố ý em cũng biết cái gì hôn em anh không muốn hôn em trong thanh âm bình tĩnh của sơ tranh lộ ra mấy phần nguy hiểm giang dã bị sơ tranh trả lời làm cho nghẹn họng không không phải ý đó anh nói là anh cố ý hôn cho thịnh đình nhìn tại sao phải hôn cho hắn nhìn chẳng lẽ không phải muốn hôn cô mới hôn sao anh không muốn hôn em Thịnh Đình là cái thá gì? Vì sao phải hôn cho hắn nhìn? Thẻ người tốt thế mà lại vì một con chó điên không biết chui đâu ra mới hôn ta. Giang dã sao cô lại đạt được cái kết luận này rồi? Giang dã vội vàng nói, không có, anh muốn hôn em, cực kỳ muốn. Sơ tranh nghiêng đầu, dương cầm lên. Giang dã hết sức phối hợp hôn một cái. Sơ tranh giơ tay sờ đầu hắn, sau đó lại bóp thêm hai cái, ngoan đám cẩu độc thân bên cạnh hai người diễn còn tốt hơn cả phim rồi kìa chúng tôi bỏ tiền ra để đến đây ăn thức ăn cho chó à mời hai người chú ý hoàn cảnh chút phim kéo dài hai tiếng sau khi kết thúc giang dã thừa lúc đông người mang sơ tranh rời khỏi đó bỏ qua sự tồn tại của thịnh đình sơ tranh đối với chuyện thịnh đình đi theo cũng không có cảm giác gì chuyên tâm làm việc chuyên tâm làm người hôm nay chỉ là cùng giang dã ra ngoài cô không muốn làm những chuyện khác thịnh đình thích thì cứ đi cũng không lãng phí thời gian của cô chỉ cần đừng chui lên tìm phiền toái thì cô cũng sẽ xem như không tồn tại nhưng giang dã rất không thích thịnh đình đi theo sau khi hắn thấy thịnh đình rời đi mới lôi kéo sơ tranh tiếp theo đi đâu tùy tiện đi sơ tranh mặt không cảm xúc bấm điện thoại đối với việc đi đâu cũng không thèm để ý giang dã không còn cách nào chỉ có thể tự mình sắp xếp hành trình tiếp theo, từ sau ngày đó Thịnh Đình theo dõi bọn họ thì rốt cuộc cũng không xuất hiện nữa. Nhưng Sơ Tranh cảm thấy người này sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Sơ Tranh nhận được điện thoại của Thịnh Đình, là vào trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Giọng nói của Thịnh Đình như mang theo khí lạnh của tuyết, "Tranh Nhi, Giang Dã đang ở trong tay tôi, nếu như em không muốn hắn xảy ra chuyện gì thì tốt nhất nên đến nơi tôi nói." sơ tranh mặt không cảm xúc cúp điện thoại. Tên chó chết này lại đổi số điện thoại gọi cho cô, sơ tranh quả quyết kéo số mới của thịnh đình vào sổ đen. Sau khi kéo xong, cô có chút mờ mịt nghĩ, vừa rồi hắn nói gì nhỉ? Tiểu tỷ tỷ, thịnh đình nói, giang dã ở trong tay hắn. Đánh giấm, sơ tranh lạnh như băng phun ra hai chữ, tiểu tỷ tỷ, văn minh một chút. Vương giả nhắc nhở cô không lo lắng cho giang dã sao? Thịnh Đình có thể bắt được hắn à? Rốt cuộc cô đối với nhóc đáng thương giang dã đang ở biên giới của sự hắc hóa này có hiểu lầm gì rồi? Sơ tranh lật xem danh bạ, gọi vào dãy số của giang dã. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, sơ tranh gọi vào một dãy số khác. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, 3 phút sau, sơ tranh gọi thông một cú điện thoại. Tiểu thư, anh đang ở đâu vậy? Giang tiên sinh bàn chuyện với đối tác, Đối phương che chắn tín hiệu, tôi ở bên ngoài, bên trong chắc vẫn an toàn. Ừ, Sơ Tranh không có chút dáng vẻ ngạc nhiên nào. Tiểu Tỷ Tỷ làm sao cô biết? Ha ha, nếu Giang Giã có chuyện gì, đứa ồn ào nhất chính là con chó đần độn Vương Bát đàn này. Đương nhiên Sơ Tranh không đáp lại Vương Giả. Cái quy luật này tự mình biết là tốt rồi. Nếu không thì lần sau Vương Bát Đản sẽ không ồn ào nữa. Cúp điện thoại sơ tranh cầm áo khoác đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ, cô đi ra ngoài làm gì? Sơ tranh mang giày xong, giọng điệu có chút lạnh. Người ta đều đã trói đến cửa nhà ta, không đáp lễ một chút, làm sao xứng đáng với giang dã bị bắt cóc. Không phải giang dã không bị bắt cóc sao? Tiểu tỷ tỷ chẳng những có kỹ năng quăng nồi thiện nghệ, mà tìm nồi cho người ta cõng cũng rất lợi hại nha. Rốt cuộc thịnh đình nghĩ quẩn ở đâu chứ? Còn sống không tốt sao? Ai? không đúng, không phải là muốn làm cho cuộc sống của thịnh đình trôi qua thảm sao. Tiểu tỷ tỷ làm rất tuyệt, cố lên. Sơ tranh, vương bát đàn bị điên rồi. Sau đó vương giả ngẫm lại, mới giật mình phát hiện ra chỗ không đúng, bọn họ là hệ thống bại gia. Động thủ không phải là chuyện mà một cái hệ thống bại gia làm được. Tiểu tỷ tỷ dừng tay. Vương giả gào thét bị sơ tranh che đậy lại. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên thịnh đình không nghĩ tới mình vừa nói một câu đã bị sơ tranh kéo vào sổ đen. Cô không quan tâm đến giang dã sao, thịnh đình thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Ông, điện thoại rung lên một cái. Thịnh đình lập tức lấy điện thoại ra xem. Có một tin nhắn được gửi đến từ dãy số lạ, trang di của anh, một tiếng, cầu thánh an, quá hạn nhặt xác. Một câu ngắn gọn, đưa thời gian địa điểm và sự kiện đều nói rõ ràng thịnh đình nhíu mày trước tiên gọi điện thoại cho trang di trang di bên kia nhận điện thoại nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng nước chảy giang dã căn bản không nằm trong tay hắn hắn bắt ai đi đổi chứ cánh tay cầm di động của thịnh đình nổi đầy gân xanh thịnh sơ tranh cô thật đúng là làm cho hắn mỗi lần đều cảm thấy ngoài ý muốn thịnh đình thu điện thoại lại dẫn người đến cầu thánh an cầu thánh an vẫn chưa thông xe nhưng quá trình xây dựng đã hoàn tất người có thể lên đi nhưng xe thì không được thịnh đình xuống xe đi lên cầu thánh an đình ca cứu em cứu em thanh âm yếu ớt bị gió tuyết thổi tới thịnh đình trông thấy một bóng người bị treo trên cầu thánh an gió tuyết thổi qua bóng người lắc lư nhìn cực kỳ nguy hiểm thịnh đình mang người chạy tới đình ca đình ca thanh âm của trang di nghẹn ngào mang theo âm dung gọi hắn người của thịnh đình lập tức trèo lên trên cứu trang di xuống thịnh đình không nhìn thấy người ở gần đây hắn cúi đầu nhìn điện thoại gửi nhắn tin qua nhưng bị nhắc nhở là gửi đi thất bại vẻ mặt thịnh đình âm trầm cô biết giang dã không ở trong tay hắn đình ca chúng tôi với không đến người ở phía trên gọi xuống trang di bị treo quá cao cũng không biết là làm sao mà treo lên được đình ca dây thừng dây thừng sắp đứt rồi có người phát hiện bởi vì lắc lư, nên dây thừng đã bị mài mòn, nếu cứ tiếp tục như thế, trang di nhất định sẽ rơi xuống. Nghĩ cách đi, thịnh đình nổi giận, đưa được người xuống cho tôi, đám người còn chưa đưa được người xuống, thì xe cảnh sát đã vây chặt cầu Thánh An như nêm cối. Có người tố cáo là nhìn thấy có kẻ tiến hành giao dịch dơ bẩn ở cầu Thánh An. Nhân vật như Thịnh Đình này đều đã có hồ sơ. Trang Di còn bị treo trên cầu, Thịnh Đình chỉ có thể bị mời vào trong cục. Trang Di khóc lóc nói là sơ tranh chói mình lên cầu không có quan hệ gì với Thịnh Đình. Tại sao lại kéo ra Thịnh Sơ tranh? Người phụ trách vụ án này lén nói thầm. Thịnh Sơ tranh là ai vậy? Người không hiểu rõ tình hình tò mò. À, có lẽ anh không biết, từng nghe qua tên Thịnh Mân chứ? Người đối diện gật đầu. Thịnh Mân thì đương nhiên từng nghe, nhưng không phải Thịnh Mân đang mất tích sao? Con gái của Thịnh Mân khoảng thời gian. Này cô ta làm ra không ít chuyện, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Tất cả mọi thứ của cô ta đều bị mật báo đoạt lại, cái án buôn lậu lớn nhất lần trước ấy, nghe nói cũng là hàng của cô ta. Ôi, không phải đều bị mật báo sao? Đúng a, à, chính cô ta mật báo. Không có ai biết cô muốn làm gì. Đều biết cô làm giao dịch, nhưng bọn họ không có chứng cứ, không cách nào bắt người. Hơn nữa, cô còn tự mình mật báo nộp lên quốc gia. Những thứ kia đều dùng vàng thật bạc thật mua được. Chuyện này làm bọn họ không biết đường nào mà lần. Vì, vì sao chứ, vì sao? Chúng tôi cũng muốn biết vì sao, đại khái là, có tiền đốt đến hoàng đi. Dù sao thịnh gia cũng là gia tộc tổ truyền liên quan đến hắc đảo. Rốt cuộc tiền tài có bao nhiêu, bọn họ cũng không biết rõ. Người phá án rất sầu muộn, đi mời thịnh sơ tranh đến điều tra sơ tranh tới không nhanh không chậm đối mặt với chất vấn sơ tranh trả lời liền ba câu không phải không có có chứng cứ không khi cô trói trang di thì đã che mắt cô ta lại trang di căn bản không thấy rõ là ai trói cô ta dãy số gửi tin nhắn cho thịnh đình chỉ là sim dùng một lần cũng không cách nào xác nhận là sơ tranh làm sơ tranh hoàn hảo không chút tổn hại nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát thịnh đình chỉ có thể trơ mắt nhìn sơ tranh rời đi khi cô ra ngoài thì có quay đầu lại ánh mắt ấy băng lãnh lại nguy hiểm giống như hung thú mai phục trong tuyết làm sống lưng người ta phát lạnh thịnh đình vô thức lui lại một bước chờ sơ tranh quay đầu lại biến mất ở ngã rẽ thịnh đình mới lấy lại tinh thần đây không phải thịnh sơ tranh lúc này thịnh đình mới nhảy ra một ý niệm như vậy tranh nhi của hắn không phải như vậy sơ tranh trở lại trang viên ấm áp xua tan hàn khí do gió tuyết mang đến trên người cô cao bình không biết tiểu thư nhà mình muộn như vậy còn ra ngoài làm gì khoác áo dậy nấu chén trà gừng cho cô làm ấm người sơ tranh uống xong trà gừng liền lên lầu vừa đi vào phòng liền bị người ôm lấy từ phía sau sơ tranh đã quen thuộc với hơi thở của giang dã em đi đâu vậy làm chút chuyện sơ tranh cũng không muốn giải thích quá nhiều giang dã hiểu rõ thói quen của cô nên cũng không hỏi nữa giang dã đã thay áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại cực kỳ mượt mà chất liệu hơi mỏng sờ lên cũng không khác gì không mặc sao tay lạnh thế giang dã kéo lấy tay sơ tranh trực tiếp ôm vào trong ngực hắn ngón tay sơ tranh đụng phải làn da của giang dã đầu ngón tay lạnh buốt cùng với làn da nóng hổi của hắn hình thành nên sự tương phản rõ ràng không lạnh sơ tranh rút tay ra xách hắn lên giường ấn vào trong chăn, đi ngủ nhanh lên. Em thì sao, tắm rửa. Giang dã ngồi dậy, mỉm cười đề nghị, anh tắm cùng em. Sơ tranh bình tĩnh trần thuật sự thật, anh tắm rồi. Nghe không hiểu ám hiệu của hắn sao. Giang dã hít sâu, tắm thêm lần nữa nha. Tắm rửa nhiều không tốt, sơ tranh cự tuyệt, ấn hắn dở về, đừng lộn xộn, nằm xuống. Cuối cùng giang dã vẫn không được tắm cùng sơ tranh đành phải ở trên giường lăn qua lăn lại chờ sơ tranh ra thì hắn đã đem toàn bộ cái giường trà đạp một lần sơ tranh có phải thẻ người tốt bị tăng động quá rồi không sơ tranh nằm xuống giang dã liền chuyển qua hơi thở mập mờ tinh tế rơi vào bên tai sơ tranh vợ à anh muốn quá muộn đi ngủ sơ tranh kéo tay hắn xuống lần sau giang dã hắn vất vả lắm trở về được giang dã xoay người nằm xuống sơ tranh ôm hắn từ phía sau, nhưng cũng không có ý dỗ dành hắn. Giang dã phồng má, con người xinh đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ, xoay người ôm sơ tranh, hắn làm sao mà tức giận nổi chứ. Ngày thứ hai khi sơ tranh dậy thì giang dã đã đi. Có phải vật nhỏ biết mình định nhốt hắn? Nên một lần chạy nhanh hơn so với một lần không, nhưng bây giờ vẫn nên nhanh chóng giải quyết tên chó chết thịnh đình này đi. Miễn cho hắn động vào thẻ người tốt của mình lần này hắn mượn thời điểm không thể liên lạc được với giang giã lừa cô đi qua vậy lần sau nói không chừng sẽ thật sự trói giang giã lại đây chính là thẻ người tốt của cô thịnh tiểu thư cô tìm tôi có chuyện gì giọng nói của tề phong rõ ràng có chút cẩn thận sơ tranh tìm hắn tuyệt đối không có chuyện gì tốt tuyệt đối không thể vì tiền mà làm chuyện vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp lần nữa tuyệt đối không có hứng thú nói chuyện không bây giờ tề phong đang nghĩ đến chuyện làm sao để cự tuyệt sơ tranh ừ tôi ở nước ngoài thịnh tiểu thư chỉ sợ không được tôi phái người đi đón ông chờ khi tề phong nhìn thấy người mới biết được cái gọi là phái người đến đón của sơ tranh là thế trận lớn bao nhiêu người không biết còn tưởng hắn là thành viên chủ chốt của nước nào đó đấy edit bài hạ lan tâm nhiên lần đầu tiên tề phong đến trang viên của thịnh gia gia tộc này sừng sững trăm năm đã từng là vương giả của vương quốc ngầm tòa trang viên này trải qua mấy đời người xây dựng thêm có thể nói là lớn đến quá mức hơn nữa đồ vật trong này mỗi một thứ đều có lai lịch trải qua thời gian như nước lũ trang viên cảm giác lịch sử lâu đời tề phong được mời vào tòa nhà lớn nhất trong phòng ấm áp như mùa xuân trên mặt đất phủ thảm nhung thật dày từ cửa trước kéo dài đến cầu thang trên bậc thang cũng có dẫm lên có cảm giác mềm mại như bông tề tiên sinh có gì không đúng sao cao bình đứng bên cạnh cầm áo khoác cho tề phong tề phong đầy mắt kính tiểu thư của các ông rất sợ lạnh à trải thảm nhung đầy đất thế này những tấm thảm nhung này nhìn qua cũng có giá trị không hề nhỏ cao bình cười giải thích không phải là giang tiên sinh có đôi khi thích không mang giày đi khắp nơi tiểu thư mới bảo chúng tôi trải lên giang tiên sinh Giang dã, Tề Phong cũng nghe qua những tin đồn liên quan đến Giang dã dạo gần đây. Người trẻ tuổi kia sau khi trở mặt với Hắc Kim, đã yên lặng một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền nhất phi trùng thiên. Người ta đều nói sau lưng hắn có người, Tề Phong đi vào bên trong, vừa liếc mắt liền nhìn thấy người. Sơ tranh tùy ý dựa vào ghế sofa, mái tóc mềm mại rủ xuống, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt xinh đẹp. Một tay cô lật quyển tạp chí đồ dùng phong cách châu âu trong nhà làm nữ sinh nhìn giống như nữ vương ngồi trong cung đình thanh lãnh lại tự phụ thịnh tiểu thư sơ tranh ngước mắt buông tạp chí xuống mời ngồi tề phong đi đến ngồi xuống phía đối diện cao bình cẩn thận hỏi tề phong về món ăn ưa thích và có kiêng kỵ với cái gì không sau đó dâng nước trà và một chút điểm tâm lên thịnh tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không có phải người thiên lang tinh bên kia đang hỏi thăm tin tức của tôi không tề phong uống một mụn trà đúng thế giúp tôi làm một chuyện tiền không phải là vấn đề tề phong đặt chén trà xuống ngước mắt nhìn về phía nữ sinh đối diện trong đôi mắt đen như mực là một mảnh tĩnh lặng giống như bông tuyết ngoài cửa sổ tĩnh mịch im ắng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được rét lạnh cô cũng không hề che giấu vẻ lạnh nhạt xa cách đem bốn chữ bất cận nhân tình này phát huy đến vô cùng tinh tế thịnh tiểu thư Nói nghe một chút, đến cũng đã đến, kiếm tiền thì ai mà không muốn, vị trước mặt này so với người khác còn hào phóng hơn nhiều. Hắn cảm thấy nếu mình ra giá trên trời thì cô cũng sẽ không để ý, làm Thịnh Đình hợp tác với Thiên Lang Tinh. Hắn nhớ rõ cô cùng Thịnh Đình và Thiên Lang Tinh đều có thủ oán mà, sao lại muốn thúc đẩy? Hai bên hợp tác, Tề Phong đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Sơ Tranh chỉ cho hắn một ánh mắt lạnh như băng tề phong cân nhắc lại không dám truy đến cùng chỉ hỏi thăm một chút chi tiết trước đó thịnh đình từng tiếp xúc với người của thiên lang tinh tề phong muốn thúc đẩy cho bọn họ hợp tác nói khó cũng không khó mà nói không khó cũng có chút khó dù sao tình hình hiện tại của thịnh đình ở trong nước cũng không khá lắm tề phong tốn không ít phí chạy mất nhiều con đường cuối cùng cũng dựa theo yêu cầu của sơ tranh làm hai bên đạt thành hợp tác sau đó tề phong không nhận được chỉ thị của sơ tranh nữa. Giống như cô chỉ muốn làm từ thiện, cứu thịnh đình trong lúc nước sôi lửa bỏng. Giang ra, tôi vừa thăm dò được từ phía tề phong. Gần đây thịnh đình hợp tác với thiên lang tinh là thịnh tiểu thư thúc đẩy. Động tác lao súng của Giang dã dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn về tuyết phía bay đầy trời. Thanh âm trong trở nhiễm lên mấy phần hàn khí. Vì sao tề phong lại nói cho anh biết? Trần cửu nhíu mày. Tôi chỉ hỏi thăm một chút, Tề Phong chủ động tiết lộ, có phải là bởi vì Thịnh tiểu thư không? Gần đây Tề Phong thường xuyên để lộ một ít tin tức cho bọn họ, thậm chí có đôi khi còn trợ giúp bọn họ một chút, dưới tình huống không gây phiền toái cho hắn. Giang gia, tôi không biết quan hệ của ngài và Thịnh tiểu thư hiện tại là thế nào. Nhưng mà Thịnh Đình, Trần Cửu Trần chờ, không dám nói. Nói, Giang gia hờ hững tiếp tục lau súng nói thế nào thì thịnh đình cũng cùng thịnh tiểu thư lớn lên trước khi thịnh gia xảy ra chuyện quan hệ của thịnh đình và thịnh tiểu thư không tệ nếu như thịnh đình và thịnh tiểu thư hòa giải chúng ta những phân tích của trần cửu đều đứng trên góc độ của người bình thường mà nói không thêm mắm dặm muối chút nào giang dã nghe xong phân tích của trần cửu trầm mặc lau xong súng lúc trước khẩu súng kia bị sơ tranh vứt đi khẩu súng này là sơ tranh cho hắn mặc dù nhìn có chút nhỏ, nhưng mang theo rất thuận tiện, hơn nữa tầm bắn và uy lực đều lợi hại hơn so với súng bình thường rất nhiều. Ban đêm hành động cẩn thận. Giang Dã ném ra câu nói này rồi rời đi. Trần Cửu cảm thấy Giang gia đang tức giận. Nhưng nhìn không giống kiểu tức giận lúc bình thường lắm. Hắn cũng suy nghĩ không ra, nên đành nhanh chóng đi sắp xếp chuyện tối nay. Thịnh Đình hợp tác với Thiên Lang Tinh, rất nhanh liền có khởi sắc sắc mặt giang dã càng ngày càng khó coi, liên tục nhìn đi nhìn lại cái điện thoại, ấn mở rồi lại buông xuống. Có một lần động thủ với người khác, cũng chỉ bởi vì một tin nhắn nên suýt chút nữa là bị thương. Kết quả cái tin nhắn kia cũng chỉ là tin nhắn rác rưởi. Đến thành phố Z, Giang Dã bước nhanh đi ra ngoài. Trần Cửu chạy theo. Giang Gia, không nói với Thịnh tiểu thư sao, nói gì mà nói. Giang Dã thần sắc lãnh đạm, tôi đi đâu còn phải nói cho cô ấy biết à trần cửu thời gian thoáng một cái đã qua đảo mắt liền đến mùa hè tề phong bên kia truyền đến tin tức gần đây thiên lang tinh và thịnh đình đang hợp tác làm một vụ làm ăn tương đối lớn sơ tranh gửi cho tề phong một chỉ thị mới tề phong nhận được chỉ thị mới lập tức một lời khó nói hết hắn thật sự nhìn lầm cô rồi còn tưởng rằng cô đang muốn giúp người làm niềm vui giúp thịnh đình một chút Ai ngờ người ta là muốn đẩy thịnh đình vào hố lửa đẩy, hơn nữa còn muốn đổ thêm dầu vào lửa đang cháy. Khi thịnh đình và thiên lang tinh giao dịch lại xảy ra vấn đề, vào lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, thì cảnh sát đột nhiên xuất hiện, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Lần này cảnh sát có chuẩn bị mà đến, ngay cả tuyến đường bọn họ chạy trốn cũng biết. Thịnh đình và thiên lang tinh tổn thất không ít người, trải qua chuyện lần này, hai bên trở mặt thành thù. Lúc đầu trình trạng của Thịnh Đình còn có chút khởi sắc, nhưng trong nháy mắt lại ngã xuống vực sâu. Ngược lại so trước đó còn khốc liệt hơn. Tề Phong không biết Sơ Tranh có thao tác gì, hắn bên này căn bản không làm gì cả, chỉ cung cấp cho cô một chút tin tức mà thôi. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ lắm tiền nhiều của của Sơ Tranh, có lẽ là lấy tiền đập rồi, chỉ cần đập tiền đúng chỗ thì người vì cô mà làm việc sẽ có cả đống. Giang gia, Thịnh tiểu thư phái người đưa tới trần cửu đưa một cái usb cho giang dã giang dã vẫn cứ ở thành phố z giống như sơ tranh không đến tìm hắn thì hắn sẽ không về vậy nhưng chỉ có trần cửu biết giang ra Gia nhà hắn mỗi ngày đều ôm ảnh chụp của thịnh tiểu thư có khóc hay không thì không biết nhưng dù sao nhìn cũng rất ai oán y như một cô vợ nhỏ vậy đó cái này là gì giang dã nhìn một chút không nhận không biết tôi chưa xem lỡ như là thứ không thể xem hắn xem sẽ chết giang dã trầm mặc mấy phút rồi kéo máy tính tới cắm usb vào ấn mở giang dã thấy rõ đồ thứ bên trong ngồi ngay ngắn lại trần cửu bên kia cũng nhận được tin tức có chút ngoài ý muốn nói giang gia thịnh đình và thiên lang tinh trở mặt còn bị cảnh sát sờ gáy nữa giang dã đóng văn kiện trên mặt bàn lại giao usb cho trần cửu tự anh xem rồi xử lý đi xem rồi xử lý cái gì trong này có cái gì nha trần cửu thấy giang dã vô cùng lo lắng rời đi vội vàng hô một tiếng giang ra ngài đi đâu vậy về gặp bảo bối của tôi trần cửu trước đó là ai sống chết không chịu về chứ còn có bảo bối là kiểu xưng hô thần tiên gì chứ thịnh tiểu thư kia tràn ngập khí chất nữ vương thế mà có thể gọi là bảo bối được sao trần cửu yên lặng xem xét những thứ trong usb một lần trong đó đều là những thông tin tương đối cơ mật của bên thịnh đình cái này thịnh tiểu thư là muốn đem đồ của thịnh đình bên kia đưa hết cho giang gia nha edit bài hạ lan tâm nhiên giang tiên sinh cao bình mở cửa nhìn thấy giang dã đang thở hồng hộc thì có chút ngoài ý muốn gần đây giang dã đều không tới trước đó mặc dù giang dã có chuyện cần làm nhưng cứ cách một khoảng thời gian là sẽ tới dạo này bỗng nhiên không đến Cao Bình cũng không dám hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Bảo bối đâu? A, à, sơ tranh. Tiểu thư vẫn chưa về, bình thường Giang tiên sinh đều gọi tiểu thư là bảo bối sao? Tiên sinh cũng thích gọi tiểu thư bằng cái này, nghĩ đến tiên sinh, cảm xúc của Cao Bình có chút xa xút. Cô ấy đi đâu? Cao Bình lắc đầu, bây giờ tiểu thư ra ngoài đều không nói cho ông biết đi làm gì. Giang Dã lấy điện thoại ra, bởi vì gấp gáp nên sờ đến mấy lần cũng không mò ra được. Hắn ấn mở dãy số quen thuộc kia, gọi qua. Tiếng chuông vang lên từ một nơi không xa. Giang Dã quay người, Sơ Tranh mang theo vệ sĩ đi tới, cô cúi đầu nhìn điện thoại, dường như định nhận. Giang Dã trực tiếp chạy tới, một tay kéo Sơ Tranh vào ngực. Bọn vệ sĩ liếc nhau, từng người tản ra, biến mất ở bốn phía. Cao Bình lắc đầu, cũng đi vào nhà thanh âm giang dã dầu dĩ, bảo bối, thật xin lỗi, anh không nên giận dỗi với em, anh sai rồi. Không phải hắn không tin cô, mà chẳng qua hắn cảm thấy cô cũng nên giải thích với mình một câu chứ, tự nhiên giúp thịnh đình một cách khó hiểu. Nhưng hắn chờ lâu như vậy, mà đến một cái tin nhắn của cô cũng không chờ được. Sơ tranh sờ đầu hắn, không biết giang dã xin lỗi vì cái gì. Kế hoạch của cô là chờ chuyện bên thịnh đình giải quyết xong rồi đi bắt thẻ người tốt về. Giang dã buông sơ tranh ra, hai tay nắm bả vai cô, con người thâm thúy lặng lặng nhìn cô. Sao? Giang dã hơi há miệng ra, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn hơi cúi đầu ngậm lấy cánh môi sơ tranh, chẳng chọc hôn, mang theo nỗi tương tư kéo dài. Mãi đến khi hô hấp của hai người đều có chút không thông, giang dã mới dừng lại, nhưng cánh môi vẫn kề sát nhau, không dịch chuyển. Hơi thở nóng bỏng giao hòa muốn sơ tranh hỏi hắn giang dã giang dã phủ nhận thì có chút làm kiêu lâu lắm rồi hắn không được chạm vào cô tất nhiên muốn nhưng mà bảo bối sao em có thể ngay thẳng như thế chứ sơ tranh vẻ mặt nghiêm túc đây là hành vi bình thường của con người trưởng thành thuộc về nhu cầu hợp lý có gì mà không thể nói giang dã ôm sơ tranh cười bảo bối đừng nói nữa bị người ta nghe thấy được trong trang viên mặc dù nhìn như không thấy người, nhưng kỳ thật khắp nơi đều là người, cho dù bọn họ không có ý muốn nhìn, nhưng sơ tranh nói chuyện thì bọn họ vẫn có thể nghe thấy nha. Hắn ôm sơ tranh đi lên lầu, vào phòng. Đặt sơ tranh trên ghế sơ tranh sofa, hắn áp thân thể xuống, nhẹ nhàng tinh tế hôn cô, Cao Bình đã chuẩn bị xong. Bữa tối, do dự xem có cần đi lên gọi người không? Ông còn chưa nghĩ xong, thì trên cầu thang đã có người bước xuống, sơ tranh bọc áo choàng, dẫm lên thảm nhung, lặng yên không tiếng động đi xuống. Cao Bình lập tức cúi đầu xuống, tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong. Sơ tranh gật gật đầu, thấy Cao Bình cúi đầu, lại lên tiếng, ừ, đưa lên trên cho hắn đi. Cao Bình lên tiếng, cũng không phái người khác, mà tự mình đưa bữa tối lên phòng. Giang tiên sinh, dùng bữa tối. Căn phòng rất sạch sẽ, Giang dã nằm trên giường, chăn phồng lên một độ cong, hắn thò đầu từ trong chăn ra, nhìn ông một cái, rồi lại đánh giá căn phòng. Tôi không đói bụng, Cao Bình nhẹ giọng khuyên, Giang tiên sinh vẫn nên ăn một chút đi, thức ăn tôi chuẩn bị tương đối thanh đạm. Giang dã nghĩ đến tư thế lúc trước hắn không muốn ăn, sơ tranh liền giơ tay muốn rót, hắn đành nhận mệnh ngồi dậy. Một cô gái sao lại bá đạo như vậy chứ, khi ở trên giường cũng như vậy quá tổn hại mặt mũi đàn ông của hắn. Giang dã tùy tiện mặc quần áo vào, bảo bối đâu, tiểu thư ở dưới lầu. Phiền chú Bình giúp tôi nói với cô ấy một tiếng, nói là tôi muốn ăn cùng với cô ấy. Sắc mặt giang dã lộ ra sắc hồng, cánh môi cũng đỏ bừng như hoa hồng. Khóe mắt hơi ướt át và ửng đỏ, làm cho người ta cảm thấy như nụ hoa trong mưa gió, trong mông lung lộ ra diễm lệ. Cao Bình hơi trần chờ, rồi đáp lời rời đi một lúc sau sơ tranh mới đi lên. Cao Bình đưa thêm chút đồ ăn lên, sơ tranh ngồi xuống bên cạnh hắn, muốn em ăn cùng anh, ăn một bữa cơm mà cũng đòi ăn cùng. Có ngây thơ không cơ chứ, đúng vậy, giang dã gật đầu, em không muốn sao, sơ tranh liếc hắn một cái, cầm lấy đôi đũa, trầm mặc ăn cơm. Giang dã câu khóe miệng mỉm cười, cô không thích nói nhiều thì sao, chỉ cần hắn có yêu cầu, thì cô đều nguyện ý làm theo không phải đã tốt lắm rồi sao thật thích cô giang dã càng nghĩ càng vui vẻ đột nhiên kéo sơ tranh muốn hôn hôn sơ tranh suýt chút nữa là tát một cái qua ăn một bữa cơm mà còn muốn hôn hôn cái gì mà hôn miệng đầy dầu sơ tranh ăn xong đồ ăn cách giang dã ra rất xa thẻ người tốt thỉnh thoảng cứ có bệnh kỳ quái giang dã cơm nước xong xuôi rửa mặt xong sau mới ra ngoài trên người nhẹ nhàng thoải mái mang theo vài phần ướt át hắn ngồi vào vị trí đối diện sơ tranh, bảo bối. Sơ tranh buông cánh tay chống má xuống, ừ, lúc trước không phải không gọi sao, sao bây giờ lại gọi rồi. Sơ tranh đối với kiểu xưng hô này luôn có một cảm giác, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng cũng không ghét, ngược lại còn có chút thích. Đặc biệt là khi giang dã gọi cô, thanh âm trong trẻo, như mang theo hương vị triển miên, âm cuối cực kỳ êm tai em cười một cái cho anh xem đi giang dã ghé vào trước mặt cô đôi mắt cực kỳ sáng ngời sơ tranh lạnh lùng rời đầu đi chỗ khác giang dã quay mặt cô về bảo bối nhìn anh này sơ tranh hất tay hắn ra đừng lộn xộn tay giang dã lơ lửng giữa không trung hắn cứ như vậy nhìn cô sơ tranh hít sâu bắt lấy tay hắn kéo xuống nắm trong tay đừng lộn xộn giang dã đứng dậy đi qua cái bàn ngồi vào trong ngực Sơ Tranh. Sơ Tranh vội vàng ngồi ngả ra sau, tiếp được Giang Dã. Bên ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần bao trùm, bầu trời đêm phủ kín nơi nơi, ánh đèn thủy tinh bao phủ trên người Giang Dã, phác họa ra sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Một người thật sự có thể thật đẹp đến mức làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Đặc biệt là lúc hắn không chút để ý cười rộ lên, so với ánh sao còn lấp lánh hơn sơ tranh ôm eo hắn cực kỳ thành khẩn phát biểu về hành vi hắn ngồi trong ngực mình anh hơi nặng là rất nặng tốt xấu gì giang dã cũng rất cao đấy khóe miệng giang dã cứng lại bảo bối em cứ như vậy sẽ mất đi anh đó trước kia em cười sẽ ra sao đầu giang dã chống đỡ lấy cô nhẹ giọng hỏi sơ tranh suy nghĩ một chút lắc đầu không nhớ rõ được cô hoàn toàn không nghĩ tới thân thể cô dùng mà người cô trả lời là chính cô. Em chưa từng thấy người khác cũng chưa từng. Đáy lòng Giang Dã cân bằng lại. Giang Dã nói liên miên lại nhải sơ tranh câu được câu không đáp lời. Còn hắn nói cái gì, cô hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai Giang Dã và Cao Bình nói chuyện phiếm, thì nghe thấy từ chỗ Cao Bình một tin tức làm hắn cực kỳ tức giận. Tiểu thư trước kia rất thích cười a, à, gặp ai cũng cười, giống như một thiên sứ, người gặp người thích chính là từ, sau khi tiên sinh mất tích. Nói không cười ở đâu chứ, lừa đảo, vậy quan hệ của cô ấy và Thịnh Đình trước kia có tốt không? Thịnh Đình, quan hệ của Tiểu Thư và cậu ta không tệ, bọn họ lớn lên cùng nhau, lúc ấy Tiểu Thư rất vui vẻ, giang dã còn chưa nghe xong, đã khí thế hung hăng đi tìm sơ tranh. Edit bay Hạ Lan tâm nhiên giang dã tìm một vòng nhưng không tìm được người, hỏi thì ai cũng nói là cô đi ra ngoài rồi đi đâu không thì không có ai biết, xưa nay sơ tranh ra ngoài đều không nói với người khác là mình đi đâu, ngay cả khi hắn đi bên cạnh, thì cũng chỉ khi đến nơi cần đến mới biết được. Giang dã hầm hường ngồi trong vườn hoa nhỏ. Cao Bình đến gọi hắn vào ăn cơm cũng hắn không ăn. Khi sơ tranh trở về liền nghe nói giang dã đang cáu kỉnh. Lúc cô ra ngoài không phải còn rất tốt sao, sao vừa về lại cáu kỉnh rồi. Sơ tranh ra vườn hoa gọi giang dã. Giang dã ngồi trên bãi cỏ trong vườn hoa. Sao lại không ăn cơm? Giang dã đang chôn đầu trong đầu gối, nghe thấy âm thanh, bả vai hơi động đậy, một lát sau mới lên tiếng. Chú Bình nói trước kia em rất hay cười, em gạt anh, sơ tranh hờ hững nghĩ, cô hay cười bao giờ, Cao Bình hoa mắt rồi à? Sau đó mới phản ứng được, người Cao Bình nói chính là thịnh sơ tranh. Nhưng việc này phải giải thích thế nào đây? Thật là phiền phức a. À em còn có quan hệ rất tốt với thịnh đình em còn từng cười với hắn đúng không cũng chưa từng cười với hắn cái nào đâu sơ tranh sao lại kéo đến tên chó điên thịnh đình này rồi sao em không nói gì dỗ anh đi ta nói cái gì đây hoàn toàn không có cách nào nói mà cũng không phải do ta là con chó đần độn vương bát đản kia không cho ta nói lung tung mà vừa nói liền tắt tiếng sơ tranh cân nhắc một chút ngồi xổm người xuống, lấy ra một cái hộp, tặng anh, giang dã thoáng ngẩng đầu. Chiếc hộp màu xanh lam, từ trong ra ngoài không có bất cứ họa tiết gì. Cái gì? Sơ tranh đưa đưa cái hộp cho hắn. Giang dã hơi trần chờ nhìn nhìn cô rồi nhận lấy cái hộp. Hắn mở hộp ra, biểu cảm trong nháy mắt sừng sốt, con người xinh đẹp chớp chớp đến mấy lần. Trong hộp là một chiếc nhẫn an tĩnh nằm đó, thiết kế kiểu lập thể đơn giản, Cả chiếc nhẫn đem đến cho người ta cảm giác xa hoa nội liễm. Sơ Tranh vụng trộm nheo mắt nhìn sắc mặt Giang Dã, hẳn là thích nhỉ. Ban đêm có thể cho ta sờ sờ đầu không? Nếu không lại tặng hắn thêm cái nữa. Tại thời điểm Sơ Tranh cân nhắc xem có cần tặng hắn thêm cái nữa không, thì Giang Dã đã quay đầu nhìn lại. Em cầu hôn anh sao? Cô chỉ là phá sản tiện thể mua, rồi tiện thể tặng hắn, Sơ Tranh nghiêm mặt giang dã chỉ coi là cô ngầm thừa nhận nhưng anh mới là người nên cầu hôn với em hắn khép hộp lại đẩy về anh không muốn sơ tranh nhận lấy mở hộp ra lấy chiếc nhẫn ra kéo tay hắn đeo lên chiếc nhẫn không lớn không nhỏ vừa đúng bằng ngón áp út của giang dã sơ tranh chỉ có thể đeo lên ngón áp út cho hắn chiếc nhẫn chậm rãi đeo lên ngón tay hắn sơ tranh hơi chuyển ở trong mắt giang dã một loạt động tác này như đang được quay chậm, tim của hắn cũng đập chậm lại. "Em, anh lấy xuống thử xem." Sơ Tranh giữ dàn uy hiếp hắn. Giang Dã ngừng động tác. Chiếc nhẫn dán lên ngón tay hắn đã có độ ấm, làm ngón tay hắn hơi buông lỏng. Sơ Tranh hài lòng sờ sờ đầu hắn, "Rất tốt." Giang Dã luôn cảm thấy mục đích của cô có chút kỳ quái, không phải là cầu hôn, nhưng vẻ mặt Sơ Tranh đầy nghiêm túc, làm hắn không nhìn ra được gì sơ tranh mang hắn về chờ đến lúc giang dã kịp phản ứng là sơ tranh còn chưa trả lời câu hỏi của mình thì hắn đã nằm ở trên giường chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa giang dã vì sao lập trường của hắn lại không kiên định như thế chứ thịnh đình và thiên lang tinh bị tổn hại nghiêm trọng giang dã không biết lại lấy được không ít tin tức cơ mật từ đâu địa bàn của thịnh đình nhanh chóng bị giang dã nuốt trọn thiên lang tinh bởi vì chuyện này nên các thế lực đang nhìn chằm chằm vào bọn họ cũng nhanh chóng xuất kích. Thế lực thiên lang tinh cấp tốc bị tan rã, sơ tranh cho người điều tra tin tức của thịnh mân, nhưng cuối cùng vẫn không tra được gì cả. Người của thiên lang tinh đều nói chưa từng thấy thịnh mân, lão đại của bọn họ cũng không biết đã trốn đi đâu. Có lẽ thịnh mân thật sự không về được. Thịnh đình từng đắc tội với không ít người, cho nên người muốn thừa cơ đòi mạng hắn cũng nhiều vô số kể. Thịnh Đình muốn lật ngược tình thế, hắn quả thật có năng lực, nhưng vận may thì không chiếu cố hắn. Người bên cạnh hắn từng người từng người phản bội, ngay cả những người lúc trước hắn xúi dục rời khỏi Thịnh gia cũng thế, nhưng Thịnh Đình rất nhanh đã tìm được cách. Hắn muốn cưới con gái của một lão đại, ổn định tình hình hiện tại. Trang Di đi theo Thịnh Đình nhiều năm như vậy, chăm chăm để phòng Thịnh sơ tranh, nhưng kết quả hắn lại muốn cưới một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Người phụ nữ kia biết được bên cạnh Thịnh Đình có một tiểu tình nhân như thế, cũng hết sức tức giận, sai người thừa lúc Thịnh Đình không chú ý, mang trang gì đi. Dù sao cũng là người bên gối nhiều năm, Thịnh Đình ít nhiều gì vẫn có mấy phần tình nghĩa. Cô mang cô ấy đi đâu rồi? Thần sắc Thịnh Đình âm trầm nhìn người phụ nữ đang tô son môi. Dung mạo người phụ nữ không kém, trang điểm tinh xảo, dáng người cũng cực kỳ nóng bỏng. Cô ta nhấp môi dưới, nở nụ cười xinh đẹp với tấm gương. Thịnh tiên sinh, tiểu tình nhân của anh, tôi sẽ giúp anh chăm sóc thật tốt. Việc anh phải làm bây giờ là chuẩn bị hôn lễ cho cẩn thận, đừng làm ba tôi tức giận, trả lại cô ấy cho tôi. Thịnh tiên sinh, anh còn tưởng rằng bây giờ mình vẫn là đình ca cao cao tại thượng à. Người phụ nữ buông son môi xuống, anh muốn cha. Tôi giúp anh, thì cũng đừng bày ra bộ dạng như vậy với tôi. Đúng là tôi thích anh, nhưng cũng không phải anh không thể. Thịnh Đình, Thịnh Đình siết chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào người phụ nữ. Người phụ nữ bước đi như mèo, đi đến trước mặt Thịnh Đình, nằm trong ngực hắn, chỉnh lại cổ áo cho hắn. Cuối cùng, người phụ nữ yêu kiều cười ra tiếng, anh muốn tiền đồ của anh, hay là tiểu tình nhân của anh, Thịnh Tiên Sinh, suy nghĩ thật kỹ, người phụ nữ lắc lắc eo thon rời đi. Đi tới cửa, cô ta quay đầu lại, à, đúng rồi, tôi phát hiện tiểu tình nhân của anh dáng dấp giống cô em gái trước kia của anh đến mấy phần đấy cuối cùng thịnh đình cũng không tiếp tục hỏi về trang di nữa thịnh đình dẫn một người phụ nữ mặc váy cưới bước lên thảm đỏ hắn từng cho rằng một màn này sẽ là hắn và sơ tranh thật không nghĩ đến rốt cuộc tại sao hắn lại đi đến bước đường này thịnh đình nhớ lại nhưng lại có chút không rõ ràng tiếng máy bay trực thăng bay qua cũng không gây nên nhiều sự chú ý thứ gì vậy những vật ánh vàng rực rỡ bay từ trên xuống đám người giơ tay đón được vàng chúng làm bằng vàng má ơi thật nhiều ánh vàng rực rỡ của kim tệ từ không trung rơi xuống vàng làm thành tờ tiền chứ không phải là loại đồng vàng hình tròn kia lúc này đang bay đầy trời những kim tệ này rơi xuống từ chiếc máy bay trực thăng vừa bay qua kia vị trí kim tệ rơi xuống cũng không lớn chỉ trong một vòng ở khu vực bên cạnh mà khu vực kế bên này lại nổi danh chống trải, nên cũng không tạo thành hỗn loạn quá lớn. Hình như sát vách là hôn lễ của Giang Giã và Thịnh Sơ Tranh phải không? Bọn họ kết hôn à? Đúng vậy à, khi tôi tới đã nhìn thấy ảnh cưới ở sát vách, là hai người bọn họ đấy, nhưng nhìn có vẻ không nhiều người tham gia, có lẽ chỉ mời người của mình, không mời người bên ngoài, cái người tiêu tiền như nước, Thịnh Sơ Tranh kia. Đây là đúng là loại chuyện mà cô ấy làm ra được có phải thịnh gia có mỏ vàng không mà cho dù có mỏ vàng cũng không thể phá như thế nha lúc trước thịnh đình mang người rời đi ai biết thịnh mân lại để lại thứ quan trọng nhất cho con gái mình nếu không phải như thế làm sao thịnh đình có thể giống như bây giờ chứ có người nhìn sang phía thịnh đình thịnh đình siết chặt nắm đấm thần sắc âm trầm những lời xì xào bàn tán kia nhất thời trở nên cực kỳ trói tai kết hôn cô lại kết hôn cùng giang dã thịnh tiên sinh người phụ nữ liếc mắt nhìn hắn vẻ mặt tươi cười như hoa tôi cố ý chọn chỗ này đấy ánh mắt thịnh đình lập tức trở nên lăng lệ edit bài hạ lan tâm nhiên giang dã thiếu chút nữa là bị kim tệ chôn vùi hắn sai rồi hắn không nên nói muốn tổ chức hôn lễ may mà không mời quá nhiều người chỉ có mấy người bên cạnh hắn và người bên cạnh sơ tranh nhưng mà sơ tranh mua toàn bộ nơi cử hành hôn lễ bây giờ lại còn giải kim tệ cho hắn phía sau sẽ còn gì nữa hắn thật sự sai rồi bảo bối chúng ta tiết kiệm một chút được không sơ tranh ta cũng muốn nhưng vương bát đản làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy không thể nào đời này căn bản không thể nào tiết kiệm được sau này làm sao anh nuôi nổi em đây sơ tranh ngay thẳng nói tiếp em nuôi anh có tiền giúp ta tiêu tiền đi mà ta chính là thổ hào đốt tiền đến hoảng trong truyền thuyết kia đấy mẹ nó đừng để ta bắt được cái đuôi nhỏ của vương bát đản chơi chết con chó điên này giang dã quyết định ngậm miệng bởi vì ít người nên hôn lễ diễn ra rất tùy ý một đám người vui chơi giải trí sân bãi to như vậy nháo thành một đoàn sơ tranh mặc váy lụa trắng tinh cao quý lãnh diễm ngồi bên cạnh không ai dám đến tìm cô chơi cô hơi ngửa ra sau nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu gương mặt giang dã đột ngột xuất hiện trước mặt sơ tranh hắn từ phía sau cúi đầu cười cười hôn xuống nữ sinh váy lụa trắng khẽ bay nam sinh mặc âu phục màu đen xa hoa hình thành nên một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp trời xanh mây trắng hình ảnh hai người hôn nhau cực kỳ duy mỹ sơ tranh lần nữa nhìn thấy thịnh đình là vào mấy tháng sau cô nhận lời mời tham gia một cái yến hội phương thức lăn lộn của sơ tranh không giống người thường nhưng người ta có tiền rất nhiều người đã từng kiếm tiền của cô người như vậy đương nhiên phải đối đãi thật tốt hiện tại cô còn cùng giang dã kết hôn giang dã bây giờ đã thay thế vị trí của thịnh đình và hắc kim trở thành bá chủ một phương giang dã không đuổi cùng giết tuyệt hắc kim mà mặc cho hắc kim ở nơi đó kéo dài hơi tàn Thịnh Đình đứng ở bên cạnh một người phụ nữ, mặt mũi âm trầm, toàn thân đều lộ ra hơi thở ngột ngạt. Người phụ nữ tươi cười như hoa kéo hắn, giống như không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. "Bảo bối, không được uống rượu." Giang Dã đem rượu trong tay Sơ Tranh đổi thành đồ uống. "Không lịch sự." Sơ Tranh nhắc nhở. "Không sao, bọn họ không nhìn ra." Giang Dã cười nói. Sơ Tranh nhìn đồ uống bị đổi trong tay một chút, nếu không nhìn kỹ thì quả thật không nhìn ra được. Giang tiên sinh quả nhiên là rất quyết đoán, một âm thanh đột một chen vào, giang dã quay đầu, là một người đàn ông xa lạ. Khóe miệng người đàn ông treo một nụ cười lạnh, bày ra tư thế chảo phúng. Người này là người của Hắc Kim, bây giờ liễu ra đã. Không ra mặt, chuyện của Hắc Kim đều do người này đại diện. So ra còn kém tôn tiên sinh, giang dã không mặn không nhạt đáp một câu giang tiên sinh khiêm tốn rồi ngài ra tay tàn nhẫn với lão đại cũ của mình cũng không phải người bình thường có thể so sánh được không phải còn có một thịnh đình sao giang dã ngậm lấy ý cười nhàn nhạt hờ hững quét mắt về phía thịnh đình một vòng tôn tiên sinh đang nói chuyện về hắn tự nhiên kéo thịnh đình vào làm gì mặc dù thịnh đình a à, cậu cũng đã nhìn thấy kết cục của thịnh đình bây giờ chứ tôn tiên sinh lập tức tìm ra chủ đề trào phúng mới giang tiên sinh làm người vẫn nên nói chút đạo nghĩa tôn tiên sinh nói đúng lắm nhưng cái đạo nghĩa này cũng phải tùy vào người mà nói đúng không hắn ở hắc kim làm nhiều chuyện như vậy nhưng không phải cuối cùng liễu gia vẫn có ý định diệt trừ hắn à hắn mà còn nói đến từ đạo nghĩa gì đó thì chỉ có thịt nát xương tan hơn nữa cũng sợ không lưu được cái thanh danh tốt gì hai người ngươi một lời ta một câu so chiêu trong không khí phảng phất như có thể thấy đao quang kiếm ảnh sơ tranh dựa vào chiếc bàn bên cạnh không có ý định nói chen vào nhưng lửa này không biết tại sao lại đốt tới trên người cô giang tiên sinh có thể có được ngày hôm nay nghe nói là dựa vào thịnh tiểu thư giang tiên sinh đang ăn bám sao trong lời nói của người đàn ông không hề che giấu ác ý giang giã biết trong giới vẫn luôn lan truyền như thế và xác thực sơ tranh cũng đã cho hắn không ít trợ giúp cũng đúng thôi lấy cái tư sắc này của giang tiên sinh dựa vào mặt kiếm cơm hoàn toàn không thành vấn đề tôn tiên sinh thấy giang dã không nói lời nào tâm tình thoải mái hơn không ít ông muốn dựa vào mặt kiếm cơm cũng không được một giọng nói lạnh như băng chen vào ông xấu nữ sinh mặc một bộ lễ phục màu đen tay trái vòng trước ngực tay phải bưng ly rượu mặt không cảm xúc nhìn bên này tôn tiên sinh bị công khai nói là xấu chút thoải mái vừa rồi lập tức bị ép đến không còn gì thịnh tiểu thư trông mặt mà bắt hình rong là không tốt đúng không tôn tiên sinh cắn răng xấu xí là lỗi của hắn sao diện mạo này là của cha mẹ cho ừ sơ tranh gật đầu nhưng ông xấu còn nói nhiều nữa tôn tiên sinh nói được trước mặt giang dã đó là bởi vì giang dã tiếp lời hắn nhưng sơ tranh thì khác sơ tranh cứ luôn khăng khăng là hắn xấu không thèm tiếp lời những chuyện khác tôn tiên sinh tức giận đến mức cả người đều muốn nổ tung cuối cùng chừng giang dã một cái tức giận rời đi sơ tranh nhấp một ngụm đồ uống cho ngươi bắt nạt thẻ người tốt của ta này chó điên lớn lên xấu xí như vậy mà cũng không cảm thấy ngại khi bắt nạt thẻ người tốt của ta đó là người mà ngươi có thể tùy tiện động đến à bảo bối nha giang dã kéo dài âm thanh trong đôi mắt xinh đẹp phủ lên ánh sáng, ý cười nơi khóe miệng dần dần tràn ngập. Sơ Tranh bỗng dưng nhớ tới một số hình ảnh không quá hài hòa. Vật nhỏ lại câu dẫn ta, ta mới không mắc lừa đâu. Sơ Tranh giơ tay sờ đầu hắn hai cái, quay người đi. Giang Dã, Giang Dã giơ tay vuốt tóc xuống, một lát sau hắn thấp giọng cười ra tiếng. Chờ yến hội kết thúc, Giang Dã cùng Sơ Tranh đi ra khỏi hội trường bên ngoài chẳng biết đã có mưa nhỏ từ bao giờ mưa bụi tinh tế bay múa dưới ánh đèn nê ông khắp đất trời đều là sương mù mông lung không nhìn thấy rõ mọi vật ai trời mưa giang dã dỗi tay ra đón nước mưa rồi quay đầu chi kỳ hỏi bảo bối có lạnh không hắn hỏi là hỏi như vậy nhưng đã bắt đầu cởi áo khoác ra choàng lên người sơ tranh a à, tiếng thét chói tai đột ngột cắt qua đêm tối giang dã ôm lấy sơ tranh nhìn về phía bên kia đám người lắc lư không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn nghe thấy có người hô mấy chữ kiểu như có máu bị thương sơ tranh ngay cả mí mắt cũng không thèm ngước rõ ràng không có chút hứng thú hai tay giao nhau kéo quần áo giang dã đi thôi ngày hôm sau giang dã mới biết người bị thương chính là thịnh đình người đâm thịnh đình bị thương chính là trang di mất tích đã lâu Trang Di vốn định giết vợ của Thịnh Đình, nhưng bị Thịnh Đình chắn lại, bây giờ vẫn đang được cấp cứu. Bất kể như thế nào, thì chắc chắn vợ của Thịnh Đình sẽ không bỏ qua cho Trang Di. Giang Dã tắt điện thoại, nhìn sang người bên cạnh, khóe miệng nhịn không được dương lên. "Đừng lộn xộn, Sơ Tranh còn đang ngủ." Giọng nói không còn thanh lãnh như ngày thường, nghe được làm dưới thân Giang Dã siết chặt. Hắn cố ý cọ sát Sơ Tranh, mập mờ lại truyền miên gọi cô bảo bối sơ tranh xoay người lạnh lùng cự tuyệt giang dã tinh lực quá tràn đầy vào sáng sớm bảo bối giang dã ủy khuất kêu một tiếng khó chịu đừng lộn xộn sơ tranh kéo tay hắn không cho hắn sờ loạn giang dã khó chơi cực kỳ hai người trên giường ngươi tới ta đi chút buồn ngủ của sơ tranh rốt cuộc cũng bị mài hết cô xoay người đè giang dã dưới thân giang dã theo bản muốn phản kháng nhưng nghĩ tới huyết lệ sử lúc trước cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa chờ sủng hạnh. Tia nắng ban mai càng ngày càng trói trang, trước mắt giang dã khẽ lay động, làm hắn có chút mê muội khoái cảm kích thích thần kinh, từng bước trầm luân. Cảm ơn em đã đi vào sinh mệnh của anh. Sao vị diện thứ bảy hoàn tất? Sao 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 2 tháng 12 năm 2018 10 tháng 12 năm 2018 xong vị diện thứ bảy thời gian ấp là 8 ngày. Ta cảm thấy mình thật trâu bò mệt mỏi quá rồi ta bước vào thời kỳ ngủ đông đây đừng trông mong ta quá yêu thương